vợ mất, bệnh nhân COVID-19 hồi phục kỳ diệu nhờ quyết tâm phải sống vì ba đứa con nhỏ. Đã có hàng trăm ngàn bệnh nhân COVID-19 hồi phục, nhưng con số ấy không thể diễn tả hết sự nỗ lực, cố gắng của từng người bệnh nặng trong hành trình trở về với sự sống. Trong khoa bệnh COVID-19 nặng, nếu như một bệnh nhân có tình hình cải thiện, cả khoa truyền tin nhau ngay, mừng cho bệnh nhân và cũng là nguồn động viên cho mình. Từ hôm vào, ngày nào tôi cũng tìm xem có ca nào khá lên không để kể cho mọi người nghe. Nhưng ca bệnh hôm nay, tôi kể lại là một bất ngờ. Bất ngờ vì ngay khi nhận buồn, mọi người đã bảo ca này nặng đấy nha, tràn khí trung thất, tràn khí dưới da. Bệnh nhân này nói nôm na đã bị con COVID-19 ăn thủng phổi. Nếu trong mấy ngày tới anh có nặng lên thì cũng không thở máy được vì đang tràn khí màng phổi mà. Như vậy khả năng tử vong gần như chắc chắn. Tôi khám bệnh, anh ngước đầu lên nhìn tôi khẩn khoản. Bác cứu cháu với, cháu còn ba con nhỏ, vợ cháu vừa mất rồi. Tôi bảo được rồi, phải thật yên tâm nằm thở đi, không lo nghĩ linh tinh. Nhưng thật lòng, tôi thấy anh khó qua khỏi. Xét nghiệm thì thấy các chỉ số của bão cytokine đang hoành hành dữ dội, hai lá phổi viêm trắng xóa, thở vào đâu? Chúng tôi phải dùng tối đa oxy hỗ trợ, thở oxy dòng cao HFNC 60 lít một phút, rồi lại chụp thêm ra ngoài một cái mát oxy 15 lít một phút. Oxy phun ào ào như thác lũ, nhưng phổi viêm nặng như thế, có ngấm được vào máu đâu. Anh rất đói oxy, người rất mệt và khó chịu, nhưng ngoan ngoãn nằm sấp suốt ngày, hổn hển hớp từng ngụm oxy, cố giành giật sự sống để về với con. Đến bữa, anh cố gắng ăn để lấy sức. Tôi nhấc vội mát oxy ra, bón cho anh một thìa cháo. Anh há miệng nhận, rồi tôi lại chụp ngay cái mát oxy xuống. Phải dùng từ đớp mới lột tả được cái hành động ăn khẩn trương như thế nào, ăn và thở. Và đặc biệt, anh là một người rất có nghị lực, biết chịu đựng, không hoảng loạn, than vãn hay kêu ca. Cảm giác khó thở là trải nghiệm kinh khủng nhất. Ít ai giữ được bình tĩnh, nhưng càng la lối, càng kêu ca thì càng thở gấp, phổi càng tổn thương nặng lên. Nhiều bác sĩ trẻ ở xa không hình dung được tình trạng bệnh nhân nên hiến kế tập thở, tập thiền cho bệnh nhân. Nhưng nếu như một lần chứng kiến người bệnh ánh mắt lo âu, thở hổn hển, mồ hôi vã ra ướt đầm người, các bạn ấy sẽ nghĩ khác. Cũng như cái hiến kế cho bệnh nhân COVID-19 uống sinh tố ấy, không sai nhưng không thực tế. Và thật bất ngờ, anh ấy đã sống. Sáng nào tôi vào cũng thấy anh nằm sấp, hai vòi phun oxy kêu phè phè, đầu thì đẫm mồ hôi nhưng vẫn không chết, mà anh từ từ khỏe lên, SpO2 tăng dần, tăng dần. Chúng tôi giảm dần liều oxy. Tôi xoa đầu của anh, giỏi lắm, sắp về với con rồi. Anh ngước nhìn lên tôi, bác cố cứu cháu nhé. Tôi ừ đại, yên tâm đi. Nhưng thật ra tôi nghĩ bụng, anh ấy đang tự cứu mình rất tốt. Mấy người cùng đợt hay kêu ca thì đi hết rồi. Sáng nay thấy liều oxy đã giảm khá nhiều, tôi bảo anh, bây giờ bác bỏ cái máy này đi nhé, cháu tập thở giảm dần oxy đi thì mới về với con được. Các bạn nên biết, người khó thở sợ bị cắt mất nguồn oxy lắm, nhưng ánh mắt của anh ánh lên vẻ quyết tâm. Vâng. Tôi ngưng máy oxy dòng cao, anh chỉ còn thở oxy qua mặt nạ. 15 phút trôi qua, oxy máu vẫn không giảm mấy, anh vẫn thở đều đều, không phải gắng sức. Thành công rồi. Tôi xoa đầu anh, cháu giỏi lắm, sắp về với con rồi. Anh mỉm cười rạng rỡ, tay nắm lấy vòi phun oxy, không dùng đến giơ lên, như minh chứng cho quyết tâm sống của mình. Buổi chiều, theo chỉ đạo của trưởng khoa, chúng tôi đẩy anh đi chụp các lớp CT phổi. Nhìn phổi của anh đông đặc gần hết, chỉ còn một chút phổi lành, thế mà anh cai oxy dòng cao được. Thật là kỳ diệu. Lòng quyết tâm của người làm cha đã làm nên điều kỳ diệu này, đúng hay chăng? Ca bệnh này tôi xin phép bệnh nhân đàng hoàng và chụp ảnh rõ đôi mắt. Một bức ảnh có đôi mắt là bức ảnh có linh hồn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.